nay cô Bắp sẽ làm xe của anh trai này đến từ Nhân Trạch, Đồng Nai, xe bị tuột rồi. Anh trai kêu mình làm lại thì giao phó cho mình nha, chiếc Entrù Egeo nè, Egeo 100 nha. Đây là Sang Giang Moto nè, Sang Giang Moto Taiwan nè, thấy chưa? Rồi sau khi mình chạy thì nồi yếu nha anh em, với lại vô số nặng quá thì mình sẽ làm lại cái phần nồi thôi. Có gì mình quay lại cho anh em coi nha, lâu lắm mình mới làm SYM mà. Xe này là đó cũng nồi đồng gói đá anh em, xe chạy tiền á, Sang Giang Moto Taiwan sim. Rồi giờ làm xe này thôi, có gì mình quay lại cho anh em coi nha. Xe rất là yếu, đèn mắt khí đó. Ở đây là làm đúng bài ảnh coi clip của mình nha. À, anh ở đây Nhân Trạch nè, chủ xe nè. Rồi thì mình sẽ tán chuông rồi thay bố nồi FCC. Đó, ba càng FCC. Lại xúc bình xăng lại cho chủ xe, với lại làm xì nhớt nữa anh em ơi. Nói chung là làm giặt giảnh đó. Ok nha. Rồi để tháo ra coi. Đồ của anh Angel này nó cũng trâu lắm nha. Angel Sang Giang Moto dữ dằn lắm á. Sau khi tháo ra thì mình sẽ tán chuông lại, với lại đi bố ba càng FCC nha. Bố dài nè, bố là ca đó. Chuông này là chuông zin nè, có vớt là mà nãy chạy giật lắm anh em ơi. Rồi bố đời sau là thay bố SCC luôn. Ở đây là cỡ nào tiệm nào trước vớt để nhờm chứ. Đế nó đế hết qua em nè anh em thấy không? Nóng quá nha anh em. Rồi vậy đi là so rồi, cũng giống như quen Alpha rồi thôi, rồi so nó hơi ngắn hơn quen Alpha nè. Chạy nó không sao hết. Rồi nha. Sau khi xong thì mình vô nồi lại nha. Rồi ụp nắp nồi vô đi. Lốc dày lắm nha anh em, cái lốc này là nó có gói chục bằng đạn lốc nồi đầu dên luôn á. Cho nên là mấy anh em hồi đó làm xe độ khoái này lắm nha, nó không gãy dên rồi, với lại nó im bên lốc nồi đó. Rồi xe anh này sau khi xong thì chạy mạnh hơn nha anh em, hồi nãy nó lì lắm. Thì xe này là mình tháo chuông chảnh đi bố ba, đi bố ba càng FCC, lại bố nồi sau FCC, thì với lại làm lặt giặt nữa thì xong rồi anh em ơi. Thì mình kết thúc video đây nha, cho chúng xe cùng về nữa. Rồi xe chạy ngon lắm anh em ơi.